Ngày 20 tháng 4, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích trên sông Lô. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân này. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, 7 người đi thuyền trên sông Lô thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên sang bờ bên kia để làm việc. Tuy nhiên, thuyền đi đến giữa sông thì bất ngờ bị lật. 4 người trên thuyền may mắn thoát nạn. 3 nạn nhân mất tích gồm ông NVT 40 tuổi, bà TTH 38 tuổi, ông NVT 53 tuổi, cùng chú xã Đạo Đức. Nhận tin báo, cảnh sát đã phối hợp người dân tổ chức cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.